Đấy, em xin lời kính chào tập thể các bác anh, các quý khán đang xem video. Đấy, tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăng hàng mới về bên em. Đấy, thì hôm nay em vừa hạ hai lô hàng. Đấy, thì em sẽ quay từng chiếc một cho các bác. Đây, chiếc đầu tiên là một em Toyota 8FD25. Xe này thì đời 8, đời cao nhất của Toyota, sản xuất vào năm 2014 các bác nhé. Bắt đầu từ 2015 giờ đi là họ sẽ sản xuất máy dầu kim phun điện tử. Và đây là hoàn toàn bằng cơ hết nhé. Xe thì hoạt động bằng số tự động, thăng bằng 3m, có chức năng là mâm xoay nguyên bản. Đấy, ảnh thì nguyên bản từ bên Nhật em đã để ở đầu video rồi, các bác có thể tham khảo thêm. Đấy, càng xe này dài 1m07. Đấy, nguyên bản nhá. Thì đây chức năng mâm xoay này. Mâm xoay này xoay tròn 360 độ. Các bác có thể đổi qua dịch giá, dịch càng, gật gù, lốp kép theo yêu cầu của các bác luôn. Lốp này lốp theo xe này nhá. Lốp xe rất là dày nhá. Em sẽ đi lại rãnh để đăng kiểm. Đấy. Sơn zin nguyên bản từ bên Nhật về. Đấy, FD25 thì có số 25 đây. Đấy, để tránh các bác đi mua xe mà bị lừa. Đấy, bị lỗ là cái đối trọng này phải là số 25 nhá. Đấy, lốp này lốp đằng sau gần như là mới này, lốp đặc này. Các bác có thể để 4 quả lốp đặc để chạy. Em sẽ đi tại rãnh cho các bác. Xe rất đẹp luôn. Sản xuất vào năm 2014. Đây, ghế đây. Ghế Toyota nguyên bản. Ba cần lưng hạ cả ra cả vào và mâm xoay. Đấy, vô lăng. Đấy, các bác lưu ý là đời cao vô lăng bé, đời thấp vô lăng to. Đấy, đây này có cả sửa chân, các bác mùa đông lái có thể sửa được cả chân luôn. Đấy. Xe thì tình trạng nhập Nhật nguyên zin 100%. Em chỉ có rửa qua bằng nước và giới thiệu xe cho các bác. Đấy, tầm tiền hơn 200 thì các bác coi em đời cao này. Đời cao nhất của hãng Toyota các bác nhá. Đây là phanh tay này. Đấy, P là đỗ là phanh tay này. Đấy. Đấy. Sơn rất đẹp. Máy thì nguyên zin từ con ốc này, để quay các con ốc này cho các bác. Nguyên zin rất là thật. Cái quạt này, kép nước này, bơm tay này. Đấy, vàng óng hết luôn này. Xe rất đẹp luôn. Nguyên zin theo cái phớt cái răng này của nó này. Ống xả này. Siêu phẩm. Em sẽ thử thải cho các bác này. Cái dây cura này nó hơi dính nước nên nó kêu, em sẽ khắc phục cho các bác. Lỉ liếc các thứ luôn nguyên bản nhé. Đây, sẽ lưng thử cho các bác lên. Phanh tay đây, mở phanh tay này. Ga mưa để trên này. Em sẽ lưng thử em 1,5 tấn này là vào hơn 2,6 tấn cho các bác xem này. Mitsubishi FD15, chiếc này em sửa cho khách nhá, chứ không phải là bên em bán nhá. Chiếc này sửa khách để đây để cho người ta lấy, người ta quanh quanh đây. Đấy. Đấy, không cần ga. Lưng hạ nó không còn ga luôn. Xe rất khỏe luôn. Bơm miếng mọi thứ đều nguyên bản. Rồi các bác để ý này, chân ga không động đến nhá. Bơm rất khỏe luôn. Đấy. Đèn đó mọi thứ đều đầy đủ hết. Đấy. Đấy. Chiếc này các bác lấy thêm bảo dưỡng lại và làm lốp láp rồi là thay theo yêu cầu của các bác. Chắc tầm loanh quanh 1-2 ngày các bác có thể giao xe luôn. Hoặc nếu để nguyên thì các bác có thể lấy xe luôn trong ngày. Bãi em sẵn rất nhiều xe để phụ các bác. Từ 1 tấn đến 4 tấn. Xe lăng điện từ 5 tạ đến 2,5 tấn. Luôn luôn sẵn hàng để phụ các bác. Tổng kho xe lăng Nhật bãi lớn nhất Bắc Linh. Tất cả các dòng Komatsu, Toyota, Nissan, Mitsu đầy đủ hết.
Đấy, các bác quan tâm thì xin liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ạ, 0379 875 765. Đấy, hân hạnh được phục vụ các bác nhé. Xe đẹp, giá cực tốt.